Mình chào tất cả quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư bất động sản ở trong nước Việt Nam cũng như là quý cô chú anh chị Việt kiều đang sống và làm việc trên thế giới thân mến. Thì phía trước của mình đây là bãi tắm và công viên đường Trần Phú Nha Trang. Và đối diện công viên với lại bãi tắm này là khu vực có rất nhiều cái khách sạn lớn từ 3 sao cho đến 5 sao. Và Hùng biết rằng có rất nhiều cô chú anh chị rất là muốn có một cái căn nhà nằm ở vị trí trung tâm, gần với lại bãi tắm và gần với lại bờ biển, cũng như là gần với công viên như thế này. Thì hôm nay Hùng sẽ giới thiệu đến nhà mình một cái vị trí ở trung tâm Nha Trang phù hợp cho cô chú anh chị mua nhà hoặc mua đất, có vị trí gần với lại bãi tắm, gần với lại bờ biển và gần với lại công viên như thế này. Và vị trí mà Hùng muốn giới thiệu đến cô chú á, nó chỉ sâu ở những cái dãy khách sạn như thế này thôi. Đây là những dãy khách sạn từ 3 cho đến 5 sao. Thì Hùng hiểu rằng có rất nhiều cô chú anh chị là rất muốn ở trung tâm Nha Trang, nhưng mà mình sẽ có là những cô chú là tài chính chỉ có là tài chính thấp hoặc là tài chính cao. Nếu mình có tài chính nhiều, mình sẽ có nhiều sự lựa chọn, mình có thể chọn ở trung tâm Nha Trang như tại vị trí này. Còn nếu cô chú anh chị mà có tài chính ít thì mình có thể lựa chọn ngay bãi tắm đường Hồng Trông, đường Phạm Văn Đồng, phía bắc Nha Trang. Còn đây là phía nam Nha Trang, đường Trần Phú. Đó. Thì tùy theo khả năng của mình thì mình nên tùy theo khả năng của mình thì mình chọn ở phía bắc hay phía nam thôi. Đó. Thì nếu mà cô chú anh chị lựa chọn ngay tại vị trí công viên bờ biển và bãi tắm đường Trần Phú này, và vị trí mà Hùng muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, thì cô chú anh chị nên xác định là tài chính của mình khoảng là ít nhất là 10 tỷ cô chú anh chị nhé. Mình cần có ít nhất là 10 tỷ để mua được một cái căn nhà nằm ở vị trí sau những căn khách sạn này để chúng ta đi tắm biển cho gần. Đó. Đó là cái vị trí mà cô chú anh chị có thể mua được nhà sát với bờ biển và sát với bãi tắm. Thì Hùng hiểu rằng là có rất nhiều cô chú anh chị ở xa, không biết là mình nên mua ở chỗ nào để gần với lại bãi tắm, gần với lại bờ biển. Thì Hùng xin phép được làm cái video này với chủ đề là mua nhà ở trung tâm thì nên chọn vị trí nào gần với bờ biển, gần với bãi tắm. Đó. Thì bên nào chúng ta bắt đầu thôi. Thì xin giới thiệu với cô chú anh chị, đây là số đây là nó ở số 20 đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang. Đó. Và đoạn này là đoạn ở sau này sẽ có những căn nhà dân cư ở vị trí này. Thì cô chú anh chị có thể mua nhà hoặc là mua khách sạn mini nho nhỏ để mình ở hoặc là kinh doanh cho thuê, kiếm thêm một tí thu nhập. Đó. Nào chúng ta bắt đầu thôi. Đây, giới thiệu với nhà mình, đây là bờ biển và bãi tắm công viên đường Trần Phú, cô chú anh chị nhé. Từ cái khu vực này mà đi ra bờ biển chỉ có một xíu thôi. Chờ một xíu, Hùng sẽ chỉnh cái góc quay lại cho nó ngon lành một xíu. Đây là cái vị trí, nó có vị trí là sát với bờ biển và sát với bãi tắm. Thì Hùng sẽ lựa chọn cho cô chú anh chị cái vị trí này. Ở phía trước của mình là khách sạn Savia. Thì khu vực này rất nhiều các khách sạn lớn. Hùng sẽ đi vào một cái con đường nó nằm ở phía bên giải thượng. Đây là cái đoạn 20 Trần Phú. Thì đoạn này nó rất nhiều khách sạn lớn cô chú ạ.
đây xin giới thiệu với cô chú anh chị đường Giá Thượng kết nối với lại tuyến đường Trần Phú Nha Trang. Và mình sẽ đi vào trong đoạn đầu đường Giá Thượng này một xíu thôi. Đó, ở đây nó sẽ có một cái hẻm là tổ dân phố văn hóa Hòn Diệu 1. Văn hóa 1 Hòn Diệu. Đó. Là cái con đường này đi vào bên trong. Đây là vị trí khu dân cư này là nó sát với bãi tắm nè. Sát với nhiều cái khách sạn lớn nè. Đó. Đây. Thì đoạn này là đoạn khu dân cư mà quân đội người ta sống. Đây là khu dân cư là cái chỗ này là khu dân cư mà người dân, cái chỗ này là khu dân cư mà đất của nhà nước mà cấp cho bộ đội hải quân của chú anh chị. Đó, toàn bộ cái khu này đều là khu của bộ đội hải quân hết. Đó, thì có người là bởi hải quân, có người là không, tại vì người ta ở đây một thời gian xong người ta ớn ta bán. Đó, thì ngày trước là Hùng có bán một cái căn nhà như thế này. Đó, đây là một căn nhà có 5 lầu, trong đó là có phòng để vừa ở vừa kinh doanh luôn. Đó, nhà đó lúc này là bán 9 tỷ 8. Đó, thì nhà này hai mặt thoáng nè. Và trong này thì nó còn nhiều cái căn nhà khác nữa. Đây ạ, trong cái đoạn này thì nó thông ra rất nhiều nơi ở đường Trần Phú với là đường Giả Thượng luôn. Đoạn này là nó thông ra với lại đường Giả Thượng nè. Đoạn này thông ra với lại đường Trần Phú đây cô chú anh chị. Được, xung quanh đây có nhiều căn khách sạn lớn lắm. Mình lại để ra thông ra với lại Trần Phú rồi nè. Ở đây là sẽ có những cái nhà hàng hải sản và những cái quán ăn. Đây là khách sạn Lavagos. Còn bên đây là khách sạn Rencosia. Mình sẽ đi vào lại cái hẻm này. Bên trong đây thì có mấy cái nhà nghỉ cũng như là mấy cái căn. Nhà nghỉ, căn khách sạn mini. Trong này là có khuôn viên để mình đậu xe ô tô nè. Phía trước đây là khuôn viên để của phường, để cho dân ở trong đây người ta đậu xe ô tô. Và đứng đây là mình sẽ thấy nhiều cái khách sạn lớn nè. Đó. Nếu cô chú anh chị mà mua khách sạn ở trong đoạn này thì kinh doanh nó cũng rất chậm nha. Ở đây có những cái căn khách sạn kinh doanh rất là chậm luôn. Ở trong đây nó có con hẻm nè. Ở cái dãy đường này là nó chỉ có đoạn khoảng 50 mét thôi, nhưng mà có nhiều cái nhà nghỉ khác nhau. Từ nhà nghỉ này đi ra một cái là tới bờ biển và bãi tắm đường ở công viên đường Trần Phú luôn. Phía trước của mình là công viên và bãi tắm đường Trần Phú nè. Bên đây là sân bóng thanh niên và nơi tổ chức hội chợ ở tại Nha Trang của mình hàng năm. Đây là khu khách sạn lớn nè. Đây, cái đoạn này nó có một xíu thôi, nhưng mà nó có 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái nhà nghỉ. Nhà nghỉ này dành cho cặp đôi thì nhiều.
À, có cái đoạn này là trong cái khu này là cô chú anh chị có thể mua được nhà hoặc là đất, nó vị trí sát với bờ biển và bãi tắm nhất, cũng như là gần với lại công viên nhất. À, đây là nó sẽ có một cái khuôn viên ở đây nữa, rộng rãi cho người dân sinh hoạt ở chỗ này. Ở đây có nhà bán nè cô chú anh chị. Mấy bữa là có cái bạn bán nhà đây 0903 571 757 anh Khánh. Đây là cái căn nhà 30 116 trên 20 dạ tượng. Mấy bữa là để bạn bán qua đây đâu mất rồi, để Hùng gọi hỏi thử xem sao giá cả rồi như thế nào. Không chín không ba không chín không ba năm bảy một bảy năm bảy. Căn nhà này nó cũng rộng, căn nhà này hướng đông nè. Anh Khánh ơi, em thấy anh có bán cái căn nhà ở dạ 316 trên 20 giả tượng á. Dạ, anh Khánh bán bao nhiêu tiền một mét vậy anh Khánh ơi? Mười tám tỷ hả? À, là dạ em đứng trước nhà anh rồi, em thấy nhà anh Khánh rồi. Thì hôm nay anh Khánh có bận gì không? Cho em review cái nhà anh, em gửi cho khách được không? Dạ. Dạ gì ok, đầu giờ chiều cũng được anh Khánh ạ. Dạ khoảng mấy giờ là được anh Khánh ơi? Dạ dạ chốt lại hết căn nhà của mình là 18 tỷ đúng không anh? Dạ tổng diện tích là 300. Dạ đúng không anh, em là Hùng Môi Giới, có kênh YouTube là Hùng Tỷ Phú anh ạ. Dạ ok anh, tổng diện tích của nó là 300 mét đúng không anh? 200 thôi. À, 132 mét trên thực tế. Dạ, cảm ơn anh. Chiều còn em gọi anh nhé. Dạ, cảm ơn anh Khánh. Dạ, căn nhà này là một căn nhà 18 tỷ cô chú anh chị. Đó, nhà từ đây mà đi ra bờ biển chỉ có một xíu thôi. Đó, thì 18 tỷ nhưng mà thật ra thì mình chỉ lấy đất là chính thôi, chứ còn nhà thì nó cũ rồi, mình phải đập ra để mình làm cái căn nhà mới. Đó, từ đây Hùng thấy là cái mặt tiền này là nó từ bên này qua đây là khoảng 8 mét, Hùng ước lượng là vậy. Đó, tổng hết là 132 mét thực tế, còn trong sổ thì nó khác. À, mình chỉ tính trong sổ thôi. À, thì cô chú anh chị có thể gọi số điện thoại anh Khánh để mà kiểm tra lời Hùng nói nè. Đó, 0903 571 577. Lộn, sorry cô chú, 0903 nè, 571 nè, 757 nè. Đó. À, chiều Hùng sẽ review cho cô chú anh chị xem căn nhà này. Nhà này đi ra một xíu là tới biển á. Đó, thì giờ mình muốn mua là mình xác định là mới mua mới 18 tỷ thôi nha cô chú anh chị. Đó, ở trung tâm là như vậy đấy. Cần 18 tỷ để mua được một căn nhà ngay tại trung tâm đường Trần Phú và cách biển khoảng 100 mét.
là căn nhà này. Nhà này hướng đông là nhìn xuống biển là mát. Mấy bữa Hùng thấy ở đây có bán mấy căn nhà nè cô chú, nhưng mà Hùng không có lấy số, chưa có lấy số rồi mất rồi. Ở đây có cái căn khách sạn đẹp không, căn khách sạn đẹp rồi, hai mặt tiền rồi, đẹp nhưng mà không biết là có hiệu quả hay không. Còn trong này thì kinh doanh nó không có hiệu quả bằng ở ngoài cô chú anh chị. Ở đây có nhiều cái căn nhà nghỉ nè, căn này người ta cũng đang bán nè cô chú anh chị, căn này là đang bán khoảng cái căn gốc hai mặt tiền này đang bán 17 tỷ nè. Đó, 17 tỷ cô chú anh chị xác định là mình có tiền thì 17 tỷ thì hãy vào cái đoạn này nhé, 17 tỷ hoặc 18 tỷ. Đây là 82 m², có mười mấy phòng, 17-18 phòng, nhưng mà chỗ này thì không có ăn thua. Còn cái căn này lúc trước mình bán là 9.8 nè, 9.8. Hùng có một cái video về cái căn nhà này cũng 7 tháng rồi. Hùng review cái căn này 7 tháng, bán 9 tỷ cũng là 82 m². Còn diện tích sàn thì 85 m². Trong này là khu, này là khu quân đội, từ đây qua cái chỗ học viện hải quân á chỉ có một xíu thôi, khoảng tầm 300-400 m thôi. Lối này là nó thông ra với lại Trần Phú và Giả Tường nè cô chú. Ở đây nó sẽ có những căn nhà nó bán nè. Nhưng mà nhà này là nó để cái bảng bán đường Nguyễn Tri Phương. Nguyễn Tri Phương thì ở thấu dưới kia chứ không phải đây. Đi ra bãi tắm thôi có chút tèo à, chỉ một xíu thôi. Bãi tắm của mình là phía trước đây. Đi vào lại cái đoạn có cái lô đất 18 tỷ cho cô chú anh chị xem nha. Từ biển đi vào này. Một trăm ba mươi hai mét mà chia cho 18 tỷ, 18 tỷ chia cho 132 m, để Hùng tính coi bao nhiêu tiền một mét. Đây là con sân bóng thanh niên nè cô chú. Để vào vòng xoay nè. Đây là ngay chỗ đầu đường Hòn Diệu, đầu đường Hòn Diệu Nha Trang của mình. Ở đây có hai lô đất mặt tiền đường rất là to, phù hợp để xây khách sạn. Mình sẽ rẽ vào cái lô đây. Đây, rẽ vào trong đây. Cái đây là cái chỗ hồi nãy mình đứng nè. Qua bên đây có một căn nhà để bán nha, nhà của anh Khánh nè. Nhà 316/20 giá thường. Chiều nay Hùng sẽ review căn nhà này cô chú anh chị nhé. Xem giấy tờ sổ sách rồi như thế nào, Hùng sẽ review cho. Chỗ anh Khánh anh đòi 18 tỷ thì Hùng sẽ lấy 18 tỷ chia cho 132 m nha, là bằng bao nhiêu tiền một mét. Hùng thấy thì là giá nó, thật ra thì chủ đưa lúc nào cũng giá cao á cô chú á, tùy theo đàm phán của mình thôi. Chủ thì người bán thì lúc nào cũng đòi bán giá cao, còn người mua thì lúc nào cũng sẽ mua giá thấp, nên là cứ
Mình thấy nó hợp nhãn của mình thì mình vào mình thương lượng thôi. Đó, 18 tỷ. Chia cho 132 mét. Thì cái chỗ này á, nó là 136 triệu. 36 triệu một mét vuông của chú anh chị. Có tầm 136 triệu một mét vuông cho một cái lô đất như thế này. Đó, thì ông thấy về cảm nhận của Hùng là ông thấy là cái mặt này là cái nhà này với cái lô đất này là cái chiều ngang nó rất là rộng rồi nè. Đó, với lại nhà nó cũng hướng đông nè. Đó, và diện tích nó cũng lớn, phù hợp cho mình có thể xây được căn nhà. Còn đây xây ở đây khoảng tầm 7 tầng. Đó, cô chú anh chị có thể xây được 7 tầng là mình không cần phải xin phép. Ở đây là mình chỉ cần xây 7 tầng là không cần phải xin phép gì nhiều. Mình xin phép ở sở tài nguyên môi trường của Khánh Hòa thôi. Còn nếu mà mình xây cao hơn thì cứ theo luật lý quy định. Mà càng xây cao thì mình phải ra thấu cái bộ của chú anh chị. 15 tầng là xin lên thành phố. Cái lộn 7 tầng thì xin ở thành phố mà 15 tầng là xin ở tỉnh. Còn cao hơn đó thì cao hơn 15 tầng là phải xin ở bộ. Bây giờ sẽ dẫn cho mình từ khu vực này á, mình sẽ đi vào trung tâm Nha Trang nha, ngay tại đường Trần Phú ha. Hôm nay mình chỉ tính là xét cái vị trí của nó là gần với lại bãi tắm thôi nha, chứ còn xe bãi tắm thì Hùng không có làm. Từ vị trí này mà đi vào chỗ tháp Trầm Hương Nha Trang á, nó rơi vào khoảng tầm 2,5 km cô chú anh chị, tầm khoảng đó. Phía trước của mình là dãy khách sạn. Chờ một xíu Hùng chỉnh cái góc quay lại để cô chú nhìn thấy rõ hơn. Đây là nguyên cái dãy khách sạn nè, 1, 2, 3, 4, 4 cái khách sạn lớn. Cái khách sạn Sevilla nữa là 5 cái khách sạn lớn. Đi qua hết cái đoạn sân bay Nha Trang này là mình sẽ tới được cái dãy khách sạn đường Trần Phú nè, một trong những cái vị trí mà đắc địa nhất của Nha Trang của mình. Bên tay phải của Hùng đây là resort Emiana, cái lộn Anemanera, còn lại một ít. Còn bên này là dãy khách sạn Trần Phú, những cái khách sạn nổi tiếng như là khách sạn này mới vừa xây nè, Premier mới vừa xây xong. Bên còn đây là khách sạn Passova, Passova đây là khách sạn Vesta, đây là Passova, bên đây là khách sạn Vesta, bên đây là Melissa, Melissa, Quỳnh An, đó là những cái khách sạn nổi tiếng ở Nha Trang của mình, mặt tiền đường Trần Phú. Đây là những khách sạn nó đã cũ rồi. CP này cũng được nè. Đó, CP cũng là ok. Majestic này cũng được nè. Ngoài ra là đa phần là những cái khách sạn cũ hết, còn chú anh chị có vài cái khách sạn mới thôi. Khách sạn mới thì xài nó ngon hơn khách sạn cũ. Đây, nếu mà sau này cô chú anh chị mà ở thuê phòng khách sạn ở thì nên lựa chọn là khách sạn Mơ Bồ này nhé. Hùng có những cái video review cái khách sạn Mơ Bồ này rồi,
Trong đây phòng ốc đồ rất là đẹp, rất là sạch sẽ và rất là chuẩn 5 sao, 4 sao. Đó, Hùng đã review chỗ này rất là ngon. Thì khoảng tầm 1 km nữa là mình tới được là tháp Trầm Hương Nha Trang cô chú anh chị ạ. À, mình sẽ tới tháp Trầm Hương rồi Hùng xin kết thúc video này. Bởi vì Hùng muốn dẫn cho cô chú anh chị đi từ vị trí đó đến tháp Trầm Hương trung tâm Nha Trang á, để cô chú anh chị biết là từ khoảng cách đó đến Trầm Hương thì mất bao xa và đường đi như thế nào. Ở đây là mình sẽ dọc theo tuyến công viên bờ biển đường Trần Phú. Thì ở Nha Trang là Hùng thấy là nếu mà mua nhà ở trung tâm và gần với lại bờ biển, gần với bãi tắm thì chỗ đó là phù hợp nhất. Bởi vì là cô chú anh chị vào bên trong kia thì nó đã vào sâu những cái tuyến đường Trần Phú này, nó đã là xe bờ biển rồi. Và đa phần ở khu này đều là dịch vụ kinh doanh khách sạn hết. Thì những cái giá nhà giá đất ở đây nó rơi vào tầm khoảng 200 cho đến 250 triệu một mét. Chỉ cách đường Trần Phú của mình thì khoảng một con đường hoặc hai con đường thôi. Đó, và cô chú anh chị đi vào trong những cái hẻm đó thì nó cũng chật chội, đường xá rồi nó cũng rất là bức xúc, đi ô tô đồ lại rồi nó khó khăn cô chú anh chị ạ. Đó, nên là đa phần là tuyến đường Trần Phú này là đa phần đều là dịch vụ khách sạn và thương mại hết. Nên nếu mà để ở thì mình nên lựa chọn là ngay tại vị trí số 20 Trần Phú, sau những cái khách sạn đó, sau những khách sạn 2 đến 3 sao đó cô chú anh chị. Đây xin giới thiệu với cô chú anh chị, đây là tháp Trầm Hương Nha Trang đó, một trong những vị trí trung tâm và là trái tim của thành phố biển Nha Trang của mình. Nơi đây là có quảng trường 2 tháng 4 và hay thường xuyên tổ chức các lễ hội như festival biển, lễ hội đờn ca múa nhạc rồi kính thưa các loại lễ hội. Đó, thì cô chú anh chị mà về trung tâm Nha Trang thì cứ đến tháp Trầm Hương là mình có thể tới trung tâm liền. Hùng hay lấy tháp Trầm Hương Nha Trang làm trung tâm, làm cái định vị. Rồi, video này nếu hữu ích, hãy like, share, chia sẻ, ủng hộ Hùng với nha. Cảm ơn cô chú, anh chị đã yêu mến và ủng hộ Hùng. Nếu mà thấy hay thì đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất từ Hùng về bất động sản Nha Trang Khánh Hòa.